tối ngày 12 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Kỷ Hợi, tại chùa Bằng Linh Tiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chư tôn đức tăng kết hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức đêm văn nghệ mừng Tết Trung thu, phá cỗ cho hơn 1.200 em nhỏ trong khu vực. Chương trình đã diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng sự tham dự của ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Liệt, ông Nguyễn Đình Tuất, Bí thư chi bộ cụm dân cư Bằng A và đông đảo phụ huynh, các em nhỏ trong làng Bằng, khu bán đảo Linh Đàm. Đến với chương trình đêm hội trăng rằm tại chùa Bằng, các em nhỏ đã được gặp chị Hằng, chú Cuội, được thưởng thức những lời ca tiếng hát, điệu múa của chính các em thiếu nhi trường mầm non Hoàng Liệt biểu diễn. Đặc biệt, các em thiếu nhi còn được nhận những phần quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa là tấm lòng của Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức tăng bản tự và chính quyền địa phương gửi tặng nhân dịp Tết đoàn viên. Chương trình đêm hội trăng rằm đã hoàn mãn trong niềm hân hoan, hạnh phúc của trẻ nhỏ, của những ánh mắt rạng người sáng bừng trên những khuôn mặt non trẻ. Niềm vui của trẻ nhỏ đôi khi thật sự rất giản đơn, đó là khi được cùng nhau vui chơi dưới trăng, nô đùa chạy nhảy, được tặng quà, ăn bánh, được cùng nhau hát ca trong chốn già lam thanh tịnh. Chính những điều ấy sẽ trở thành những ký ức ấu thơ tuyệt đẹp, in sâu trong lòng những búp măng non mới chớm.